mọi người tham gia. Thực ra là cũng rất là thú vị gặp lại rất nhiều người quen rồi. Cái mục tiêu của bài giảng giống như là mình có nói là nó cũng đi từ những cái rất là cơ bản thôi, nhưng mà nó thể hiện là cái hướng này nó gần với rất nhiều hướng, có lý thuyết, có ứng dụng, có, và bản thân mình là cũng muốn học thêm và cũng muốn tìm hiểu thêm các cái hướng, và cũng hy vọng là qua cái loạt bài giảng cơ bản này thì sẽ có thêm những cái bài giảng nâng cao liên quan. Ở đây thực ra là cũng có khá nhiều chuyên gia làm từ Optimal Transport cho đến PDE. Thực ra là ở đây cũng có các bạn học tiến sĩ về Viscosity Solution, thì mọi người có thể thấy là cũng rất là đa dạng và có rất nhiều nhà nghiên cứu, các giáo sư làm những hướng khác, và rất là chân thành cảm ơn là mọi người cũng 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 chân thành cảm ơn là mọi người cũng dành thời gian lắng nghe. Và mình cũng hy vọng là, tức là mình làm toán cũng lâu rồi, cũng 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 mười mấy 20 năm rồi, nên cũng hy vọng là qua cái đợt này thì mình có thể tạo được một cái sân chơi, một cái cộng đồng nho nhỏ để mọi người có thể thực sự cũng có thể ngồi trao đổi toán với nhau mà bằng tiếng Việt. Tất nhiên là trước giờ là mình cũng trao đổi toán bằng tiếng Anh cũng nhiều rồi, rồi mọi người cũng đi mỗi người mỗi hướng, thì cũng có lẽ đây cũng là lúc để mọi người cũng ngồi quay lại với nhau để xem có cái gì có thể bàn luận sâu hơn không. Thì đấy đấy là mục tiêu của mình. Thì mình hôm bài giảng hôm nay cũng sẽ tóm tắt rất là nhanh lại những cái mà mình đã nói hôm trước, và sau đó là mình sẽ đưa cho các bạn các cái ý tưởng chủ đạo của cái ngành này. Nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ thấy là không không có gì quá cao siêu để đưa ra một cái lý thuyết cả. Thì mình bắt đầu share screen. Rồi. Thì đây mình cứ ghi lại là những cái mà bài giảng số 1 là mình có làm. Thì cũng cảm ơn Chiết là và anh em là quay phim là để mọi thứ rất là rõ ràng. Thì đầu tiên là lần trước là mình có nêu một số ví dụ này, rồi mình có nói là từ một số ví dụ đó mình có thể làm cái Dynamic Programming Principle. Cái này mình không biết dịch tiếng Việt sao nên mình giữ nguyên tiếng Anh. Và từ đây mình dùng cái Dynamic Programming Principle để viết ra các cái phương trình nội hàm riêng. Thì cái mục thứ hai này mình sẽ quay lại cái bài giảng thứ ba, mình sẽ cho các bạn thấy là kể cả phương trình Laplace hay rất nhiều các phương trình có thể dùng DPP để viết ra phương trình nội hàm riêng, cực kỳ thú vị. Và sau đó mình có giới thiệu sơ về nguồn gốc của nghiệm nhớt tức là viscosity solution, nó đi từ cái chữ vanishing viscosity process, tức là người ta cũng học gốc, tức là từ 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 phương trình Navier-Stokes đến phương trình Euler. Và đó 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 là cái lý do mà tại sao Crandall muốn gọi nó là viscosity solution, là nghiệm nhớt, nghe nó hơi kỳ. Thì đấy là mình nói rõ hơn là tuần trước mình làm cái gì, trong 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 ngay sau đây. Thì mình muốn đổi cái ký hiệu một chút, tại vì rõ ràng là cũng có nhiều bạn quen ký hiệu gradient của U, thì thường thường viết là gradient của U như thế này, thì là gradient. Nhưng mà tức là để cho tiện nó viết ấy, thì bây giờ mình sẽ viết là du là bằng gradient của u luôn. Và thực ra là nếu mà u là một cái hàm từ rn và r, thì gradient của u hay du ấy, thì nó chỉ đơn giản là ux1, ux2 cho đến uxn thôi, tức là cái vector của n thành phần, mỗi thành phần là một cái đạo hàm riêng phần. Thì lần tuần trước mình có nói một trong những cái phương trình cơ bản á, phương trình gọi là phương trình Iconal, là nó có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 17 cơ. Thì nó cũng là một, chắc chắn là một trong những phương trình đạo hàm riêng mà con người viết ra, đầu tiên mà con người viết ra, tức là chỉ có độ dài của cái vector gradient của u bằng một cái hàm số nào đó. Ví dụ như lần trước mình viết là hàm số, mình gọi nó là W của X đi. Thực ra nó là 1 chia cho AX.
trên trong cái miền U và U bằng không ở trên biên. Thì đây là một trong những cái phương trình đầu tiên mình viết ra lần trước. Thì các bạn mình có hai ba cái lưu ý quan trọng về cái phương trình này á, là về cơ bản á, là phương trình này nó có ý nghĩa vật lý đúng không? Ý nghĩa vật lý thực sự, và mình sẽ phân tích rất sâu về phương trình này sau. Và về cơ bản, anh Linh tuần trước cũng có hỏi về cái này, nó tùy thuộc vào cái hình học của U đó, nhưng mà về cơ bản là nó có nhiều nghiệm, có nhiều nghiệm ở đây là giả sử là theo nghĩa hầu khắp nơi đi, nghĩa nếu bạn nào mà chưa học hầu khắp nơi thì bạn có thể giả sử là nó có nhiều nghiệm trừ một số những cái điểm xấu nào đấy nơi. Và cái mà mình cần ở đây á là một cái điều quan trọng thứ hai á, là anh Nguyễn Hoàng Lộc cũng có nói chuyện với mình á, là rõ ràng cái ở đây các bạn nhìn cái ví dụ mình nói á, là cái phương trình này về cơ bản á, này thường không có nghiệm nghiệm trơn. Các bạn nhớ cái ví dụ mà lần trước mình nói là trong một chiều á, cái nếu mà đây là hai cái biên trừ một và một á, thì cái nghiệm của nó mà nghiệm có ý nghĩa vật lý đúng là nghiệm khoảng cách từ x đến trừ một một, thì các bạn thấy nó không trơn ở đây, nó không trơn ở đây, nên là thường nó không có nghiệm trơn, nên là bản chất mình định nghĩa nghiệm như thế nào, mà hai nữa là mình muốn chỉ có một nghiệm có tính chất vật lý trong số những nghiệm này, thì cái câu hỏi luôn luôn là làm sao để tạo ra được một cái lý thuyết nghiệm. Đúng, cho những phương trình kiểu này. Thì đó đó luôn luôn là một cái câu hỏi chủ đạo của PDE, tức là cái phương trình đồ án riêng, nhất là phương trình đồ án riêng phi tuyến á, thì thường thường là các bạn sẽ thấy là nếu mà các bạn định nghĩa nghiệm mà nó là quá yếu thì thường các bạn thấy là có thể có nhiều nghiệm. Đó là lý do là một trong những cái hướng gần đây nó có cái hướng về convex integration, cái hướng về những cái phương trình trong 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 fluid mechanics, là nó có thể có rất nhiều nghiệm yếu nếu mà các bạn để cho cái khái niệm nghiệm nó yếu đi. Và đây nó cũng tương tự, nên là cái quan trọng nhất là các bạn phải đặt thêm điều kiện, các bạn phải đặt làm sao mà đưa ra được một cái lý thuyết nghiệm mà nó vừa đủ, tại vì rõ ràng là phương trình này cũng không có nghiệm trơn và nghiệm vật lý cũng không trơn, các bạn phải tạo ra cái lý thuyết nào vừa đủ để có thể chọn được một cái nghiệm chính xác về ý nghĩa vật lý. Và thường thường ấy, giống như mình nói là theo tính chất vật lý ấy, thì thường là mình hy vọng có chọn được một nghiệm duy nhất. Có ý nghĩa vật lý hay hóa học hay là trong kinh tế, ý nghĩa vật lý này, thì đấy đấy là cái đặc điểm cơ bản của lý thuyết phương trình đạo hàm riêng đương đại. Đó là những cái điều mà mọi người thường thường sẽ tìm cách hướng đến. Thì cho cái kế hoạch của cái bài giảng hôm nay á, thì cái điều đầu tiên mình sẽ giới thiệu với các bạn á, là mình sẽ nói về là nguyên lý cực đại. Là cách thì như sau, thì một nhóm người ở trong cách tách ra để thành lập cách studio, viết tên Thì vào đó đó là về thì nó vượt trội, maximum principle. thì nó vượt trội cho việc là khó sử dụng cho. Thì sau khi mà mình nói về Anh Phú ơi, không, em chỉ muốn nhắc anh Phú là anh tắt tiếng các bạn kia để cho anh dễ giảng bài. cảm ơn em. Anh tắt hết rồi em, tự nhiên Không sao. anh tắt hết rồi. Anh đang tắt. Mấy lại cảm ơn hơn, mấy lại mọi người mà có câu hỏi gì thì mọi người cứ hỏi nhé, cái này nó về cơ bản nó là informal mà, nên là mình cứ nói chuyện thoải mái. Nãy giờ mình cũng
dùng những cái phút đầu tiên để mình tóm tắt lại những cái mà mình nói. Thì bây giờ mình chỉ tóm tắt hôm nay là mình sẽ nói đầu tiên về nguyên lý cực đại, đó là Maximum Principle. Thực ra mình cũng không biết dịch cái tiếng Việt này ra như thế nào, nếu mà dịch sai thì các bạn thông cảm nhé. Cái thứ hai mình sẽ nói là mình sẽ nói về 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 cái quá trình cái này mình cũng chưa biết dịch tiếng Việt, gọi là vanishing viscosity. Tức là mình thêm một cái nhớt vào và sau đó mình làm cái nhớt này nó biến mất đi. Và cái quá trình vanishing viscosity này sẽ giúp chúng ta là đưa ra định nghĩa. Định nghĩa về nghiệm nhớt. Thì đấy là cái điều thứ hai mình sẽ làm, là đưa ra định nghĩa về nghiệm nhớt. Sau khi mình đưa ra định nghĩa về nghiệm nhớt thì mình sẽ đưa ra một cái thảo luận sơ. Qua về ví dụ lần trước, và cái bước cuối cùng là mình sẽ nói về giới thiệu về Optimal Control Theory. Mình sẽ bắt đầu đi sâu hơn về Optimal Control Theory, gọi là lý thuyết điều khiển tối ưu. Thì đó là những cái review mình nói, và đây là cái kế hoạch của cái bài giảng ngày hôm nay. Thì cái nguyên lý cực đại á, về Maximum Principle, thì để mình nói trước là trong phương trình đạo hàm riêng hiện nay á, một cái điều rất là thú vị đó là rất nhiều người nói là phương trình đạo hàm riêng về cơ bản nó không phải mà là một không 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 một cái lĩnh vực nhỏ, mà nó là một cái lĩnh vực rất lớn. Và trong những cái lĩnh vực rất lớn này á, từng cái lĩnh vực của nó thực ra là cũng xứng đáng là một cái ngành, một cái hướng riêng. Tại vì sao? Tại vì mặc dù nó gọi là đều là phương trình đạo hàm riêng, nhưng mà cái triết lý, cái cách làm việc, cái cách tiếp cận những cái hướng nó hoàn toàn khác nhau. Nó phụ thuộc vào gặp nhiều bạn quen ở đây quá. Nó phụ thuộc vào tùy cái loại phương trình đạo hàm riêng. Thì cái phương trình đạo riêng hôm nay mình nói ở đây, nó gọi là nó thỏa cái nguyên lý cực đại là Maximum Principle. Cái mà thỏa Maximum Principle ở đây thì có những cái phương trình như thường thường là về elliptic này, parabolic equations. Và tôi phải nói trước là có rất nhiều chuyên gia đây, nhìn các khuôn mặt đây là hơi bị choáng, nên là nói gì nếu mà có gì bổ sung thì mọi người bổ sung giùm nhé. Thì cái nguyên lý cực đại ở đây á, nó là một cái nguyên lý cơ bản để giúp chúng ta chia các cái phương trình đạo hàm riêng nào mà nó thỏa mãn nguyên lý cực đại vào một cái túi. Và có thể nói là tất cả những cái phương trình đạo hàm riêng nào mà nó thỏa mãn cái nguyên lý cực đại á, thì chúng ta đều có thể định nghĩa nghiệm nhất cho nó. Thì tôi sẽ nói sơ qua về nguyên lý cực đại trước với các bạn. Cái này rất là dễ thôi. Và sau khi mà mình nói về nguyên lý cực đại á, xong á, thì mình sẽ bắt đầu là mình sẽ dùng nó để mình định nghĩa nghiệm nhất như thế nào. Thì nguyên lý cực đại ở đây á, các bạn có thể thấy là chắc là các bạn sinh viên năm nhất đã học rồi. Tức là các bạn chỉ đơn giản là lấy một cái hàm số thôi trong một chiều trước đi. Thì các bạn cứ vẽ một cái đồ thị hàm số rất là đơn giản như bình thường, và các bạn dạy trong giải tích A1 chẳng hạn, các bạn sẽ thấy là nếu mà cái hàm số F ở đây nó mà trơn, thì tại một cái điểm cực trị bất kỳ của nó, giả sử tại một cái điểm cực đại Z này đi, giả sử là Z là điểm cực đại địa phương, của F là một cái hàm số trơn đúng không? Thì các bạn đều đã học là, thậm chí là các bạn học vào lớp 11, 12 là F phải Z bằng 0 và F 2 phải của Z là nhỏ bằng 0 đúng không? Cái đó là điều hiển nhiên. Thì trong nhiều chiều đó, trong N chiều đó, là tôi cũng chắc chắn là các bạn đã học ở trong giải tích hàm nhiều biến rồi, nên là tôi cũng chỉ nói rất là nhanh thôi. Là nếu mà trong N chiều, giả sử các bạn vẽ một cái hàm, giả sử một cái parabola như này đi. Thì nếu mà đây là Z, giả sử bạn cũng có hàm số F đi từ RN và R
hàm số trơn, và bạn cũng có z là một cái cực đại địa phương. Của F á, thì các bạn đều có là cái điều đầu tiên các bạn có là đạo hàm của F tại Z, tức là DFZ. Tôi thích viết D cho hơn là cái viết cái toán từ NAPLA này, tại vì nó dễ viết hơn. Thì các bạn cũng thấy là đạo hàm là bằng không, tại vì bạn vẽ cái tangent cái mặt phẳng tiếp tuyến với lại cái đồ thị tại đây thì nó sẽ là song song, đúng không? Song song cái mặt với mặt phẳng ở dưới. Và cái Hessian của Z, tức là D bình phương của FZ, nếu mà các bạn viết ra nó là một, tại vì F nó trơn nên cái này nó là một cái ma trận N nhân N, và nó symmetric thì nó nhỏ bằng không. Cái này là theo nghĩa ma trận. Và nếu mà các bạn mà chưa học cái này theo nghĩa ma trận đó, thì các bạn có thể viết cái này á. Cái điều thứ hai này nó tương đương với cái điều là các bạn viết 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 nó rõ ra thôi, là F X Y X Z của Z nhân với một cái vector C, tức là C E C Z lớn hơn bằng nhỏ hơn bằng không, xin lỗi, nhỏ hơn bằng không cho mọi vector C là bằng C1 cho đến CN trong RN. Đấy, thì các bạn có cái điều rất là đơn giản như thế này. Thì dành cho các bạn sinh viên ở đây nha, nếu mà các bạn mà muốn học cái này rõ hơn á, các bạn thử, nếu mà các bạn chưa làm cái này bao giờ, các bạn chứng minh cái này. Và cái gợi ý của tôi rất là đơn giản, cái câu hỏi hay là bài tập số 1, nếu mà các bạn muốn học thực sự á, thì các bạn nên thử làm cái này, chứng minh cái sao này. Và nếu các bạn chứng minh rồi thì các bạn làm rồi các bạn có thể hiểu lại. Và cái gợi ý của tôi rất là đơn giản như thế này, là thực ra trong nhiều chiều, nhưng mà cái nguyên lý cực đại này các bạn có thể luôn luôn hiểu nó theo từng chiều một. Ví dụ như là trong nhiều chiều, nhưng mà các bạn có thể đi tại điểm Z này, các bạn có thể đi theo một cái chiều vector nào đó, Z cộng với TC chẳng hạn, thì các bạn có thể thấy là cái hàm T đi đến F của Z cộng với TC nó đạt cực đại địa phương tại T bằng 0. Nó rất là đơn giản. Thay vì các bạn nghĩ đến một cái bức tranh tổng quát rất nhiều chiều thì các bạn chỉ cứ đi theo từng chiều một. Và cái này, cái ý tưởng mặc dù rất là đơn giản này, nhưng mà nó là ý tưởng xuyên suốt của phép tính biến phân, calculus of variations. Nó chỉ đơn giản là các bạn tìm cách đi theo từng cái hướng đặc biệt để đưa ra những cái quyết định, đưa ra những nhận xét hay là những cái suy luận nhất định. Thì đấy đơn giản, cái nguyên lý cực đại maximum principle trong một cái hàm trơn nó chỉ đơn giản là như thế. Thì tại sao cái nguyên lý cực đại này nó lại quan trọng đối với lại cho những cái phương trình đạo hàm riêng, thì ở đây như tôi đã nói là có rất nhiều các chuyên gia làm về phương trình đạo hàm riêng, để tôi có thể nhìn sơ đây là tôi thấy rất nhiều khuôn mặt như là giáo sư Tuộc, giáo sư Nẫm, giáo sư Truyền, giáo sư Hưng, rồi rất nhiều giáo sư khác, rất nhiều chuyên gia ở đây, nên là có gì thiếu sót thì các giáo sư cứ bổ sung. Thì tôi chỉ nói là cái maximum principle cho phương trình đạo hàm riêng đó, nó rất là đẹp, là khi mà các phương trình đạo hàm riêng nó có cái nguyên lý cực đại đó, thì chúng ta có thể dùng nguyên lý cực đại này, chúng ta có thể dùng nó, như các bạn sẽ thấy ngay sau đây, là để định nghĩa nghiệm nhất, tức là dùng để định nghĩa nghiệm nhất. Cái này là cái đơn giản nhất mà tôi có thể dùng. Hai nữa là các bạn có thể dùng những cái nguyên lý cực đại này á, để tìm hiểu tính chất của nghiệm. Giả sử các bạn có thể chứng minh được những cái đẳng thức hay bất đẳng thức liên quan đến nghiệm, hay như liên quan đến các cái đạo hàm, hay là các cái
các cái toán tử liên quan đến hàm số và đạo hàm của nó, mà chỉ dùng cái nguyên lý cực đại này thôi. Tại vì cái nguyên lý cực đại này nó quan trọng là chỗ là khi mà các bạn dùng nó, đây tôi nói thẳng luôn thì cái chỗ nào mình dùng nó, mình dùng nó ở những chỗ sau, ở những chỗ quan trọng sau. Đó là để tôi nêu ra một cái ví dụ rất là cơ bản nhé. Tôi dùng nó ở cái chỗ nào? Nó ở cái chỗ là ví dụ như cái phương trình lần trước tôi đã viết ra là phương trình Hamilton-Jacobi chẳng hạn, là tôi viết một cái hàm số h, là một cái hàm số mình không biết ở đó của du bằng không. Cái này là cái phương trình cơ bản nhất, đơn giản nhất mà tôi có thể nghĩ được ở đây. Tự nhiên tôi bị qua YouTube thế này. Tôi có một cái hàm số h của du bằng không, mà ở đây h là một cái toán tử đi từ r, n và r mà cho trước. Tôi không biết nó là cái gì cả, nhưng mà nó là một cái toán tử cho trước. Thì cái ý tưởng mà tôi nói từ cái cuối buổi lần trước ấy, thì tôi sẽ đưa thêm một cái viscosity term, tức là đi đưa thêm một cái toán tử h của du epsilon bằng epsilon Laplacian của u epsilon. Đấy. Thì đây là với mỗi epsilon lớn hơn không cho trước. Đấy. Thì với mỗi epsilon lớn hơn không cho trước, tôi giới thiệu thêm một cái toán tử epsilon Laplacian của u epsilon. Cái này dùng để làm gì? Cho các chuyên gia thì các bạn thấy là khi mà ta thêm cái này vào thì nó tức là nó làm trơn hóa nghiệm, đúng không? Tại vì á, khi mà tôi đưa thêm cái epsilon Laplacian của u epsilon á, thì cái phương trình hg epsilon á, về cơ bản nó là một phương trình elliptic. Một phương trình elliptic là tại vì tôi có cái toán tử Laplace này, nó giống như các bạn cứ tưởng tượng đơn giản, cho những bạn nào mà chưa học về phương trình đạo hàm riêng á, thì các bạn có thể tưởng tượng đơn giản là nếu mà u là một cái hàm không trơn thì các bạn trơn hóa nó bằng cách dùng convolution chẳng hạn. Thì ở trong trường hợp này, đối với các nhà làm phương trình đạo hàm riêng á, nhà toán học làm phương trình đạo hàm riêng á, thì khi mà người ta thấy một cái phương trình đạo hàm riêng mà có thể không trơn á, thì như tôi nói là đây là họ mượn cái ý tưởng từ phương trình Navier-Stokes và phương trình Euler. Thì cái người đầu tiên nhìn thấy cái này là Evans, dùng cái minty trick thì Evans có nói với tôi khi mà uống bia, nói là thực ra là có rất nhiều cách để sắp xỉ nghiệm, nhưng mà cái giai đoạn đấy á, thì mọi người biết là những cái phương trình này nó thỏa mãn cái tính chất cực đại. Xin lỗi là dùng tiếng Việt với tiếng Anh là tôi hơi bị nhầm lẫn. Dùng có cái tính chất cực đại nên là mọi người thử là bằng cách là sắp xỉ nó bằng một cái phương trình elliptic. Tất nhiên là rất nhiều người đã dùng cái này từ trước Evans rồi, nhưng mà cái công của Evans ở đây á, và Crandall Leon sau này á, là sau khi mà người ta nhìn thấy là người ta đưa cái epsilon Laplacian of u epsilon vào để làm trơn hóa nghiệm á, và khi mà người ta cho epsilon tiến tới không á, thì người ta quan sát được một số cái tính chất cơ bản của nó để có thể dùng maximum principle. Thì đó là cái tôi muốn giới thiệu với các bạn. Và tôi cũng nói luôn ở đây á, là cũng có nhiều người làm PD mà có dùng integration by parts ở đây, thì cái điểm yếu của cái phương trình Hamilton-Jacobi này á, của Hamilton-Jacobi á, là nó nonlinear, tức là nó phi tuyến tính, đúng không? Phi tuyến. Nên là không thể dùng integration by parts là không thể dùng integration by parts để định nghĩa nghiệm yếu. Tích phân từng phần, đúng. Tích phân từng phần. Xin lỗi. Tức là có những từ em mất rất nhiều thời gian để xác định nó là tiếng Việt nó là gì. Tức là không thể dùng tích phân từng phần để định nghĩa nghiệm yếu được, tại vì tôi không thể
đá cái đạo hàm của U ra chỗ khác được, tại vì cái chỗ này nó là phi tuyến rồi đấy, nên là tôi không thể dùng cái này được và tôi phải dùng cái khác, thì tôi sẽ giải thích cho các bạn là dùng maximum principle ở chỗ nào. Cái những cái chỗ quan trọng tôi dùng á là chỗ này, cái chỗ mà chúng ta dùng là chúng ta có là U epsilon ở trên, đúng không? Tại vì nó là thỏa mãn phương trình elliptic, giả sử là với một số điều kiện thì nó trơn, và tôi có thể dùng nguyên lý cực đại cho U epsilon hoặc là cho phương trình hg epsilon, và sau đó tôi dùng nó ở chỗ nào là khi mà cho epsilon tiến tới không á, thì cũng suy ra là tôi có thể dùng cái nguyên lý cực đại cho phương trình Hamilton Jacobi luôn. Đấy là cái ý tưởng mà tại sao tôi có thể dùng được nó. Tức là tôi sẽ giải thích cho các bạn là cái này không hiển nhiên nhé, không phải phương trình nào cũng có thể dùng nguyên lý cực đại được. Lát nữa tôi sẽ đưa cho các bạn một số cái ví dụ là có những cái phương trình cho đến hiện nay là người ta vẫn không biết định nghĩa nghiệm như thế nào. Tại vì tôi có một đồng nghiệp rất là thân có kể cho những câu chuyện đấy, thì sau khi định nghĩa nghiệm nhất xong thì tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện đấy. Thì ý tưởng là như thế này, ý tưởng có thể hiểu theo nghĩa hình học, thì ở đây là rất là hay là PD có thể hiểu theo một cái nghĩa hình học rất là thú vị, tại vì mình sẽ không hiểu nghiệm theo cái tính chất là dùng tích phân từng phần hay dùng cái gì nữa, mà mình sẽ hiểu nó theo nghĩa là một cái hàm số sẽ được chạm ở phía trên hay chạm ở phía dưới bằng những cái hàm trơn, và tại vì như thế là chúng ta có thể dùng được cái nguyên lý cực đại. Thì đây là tôi vẽ ra một cái ví dụ về U, vẽ đại một cái hàm số thôi, và về cơ bản bạn có thể hiểu là U có thể không trơn, đúng không? U nó có thể có cái gãy khúc ở chỗ này, gãy khúc ở chỗ này và gãy khúc ở những chỗ khác, giả sử như thế. Ở đây có ba cái chỗ gãy khúc đi. Thì cái ý tưởng á, của Evans và một số nhà toán học khác á, thì họ hiểu là khi mà họ thêm một cái nhớt á, là giống như một cái toán tử để làm trơn á, thì về cơ bản á, U epsilon là hy vọng á, thường là người ta hy vọng là U epsilon nó sẽ như thế này. Tức là thường người ta hy vọng á, cái kỳ vọng á, là U epsilon nó sẽ xấp xỉ bằng U. Và nếu mà các bạn mà viết ra theo cái nghĩa về toán á, thường là U epsilon trừ đi U lấy chuẩn L infinity á, thường nó sẽ hội tụ về không, thường là như thế. Thì cái điểm đặc biệt ở đây là U nó có thể có gãy khúc, nó không trơn, nó có thể xấu, nhưng mà U epsilon thì nó vẫn trơn, đúng không? U epsilon ở đây thì nó trơn và nó xấp xỉ bằng U. Nên là khi mà tôi muốn kiểm tra cái tính chất nghiệm á, tôi sẽ về mặt hình học tôi sẽ vẽ như thế này. Tôi sẽ giả sử tôi sẽ chạm U từ phía trên bởi một cái hàm số phi trơn. Tôi cũng xin nhắc lại với các bạn là cái này nó không có hiển nhiên nhé. Như tôi nói là có phương trình Hamilton Jacobi nó xuất phát từ thời Fermat, là từ những thế kỷ thứ 16, 17. Nhưng mà mãi đến năm 1970 thì mình mới định nghĩa được nghiệm. Nên là nếu mà nói là cái bước tôi sẽ làm hiện nay là nó hiển nhiên thì nó không hề hiển nhiên. Tôi chỉ có thể nói là đó, Evans dùng gọi là Minty trick. Minty trick là của Minty để định nghĩa nghiệm, nên là nó không hề hiển nhiên một chút nào. Nhưng mà sau này á, các bạn thấy là những người làm về phương trình đám mây phi tuyến á, dùng cái ý tưởng về chạm hay là kiểm soát một cái hàm số bằng những cái hàm trơn từ phía trên và phía dưới rất là nhiều. Thì cái ý tưởng là như thế này, tôi sẽ viết nó ra rồi sau đó tôi sẽ giải thích là giả sử phi là hàm số trơn và phi chạm U từ phía trên tại một điểm Z. Giả sử đây là điểm Z. Viết theo nghĩa toán học là như thế nào các bạn? Viết theo nghĩa toán học là tôi có là U trừ đi phi tại Z thì bằng 0, đúng không? Và U trừ đi phi
tại những điểm khác thì nó nhỏ hơn không cho mọi những điểm khác. Hoặc là theo một nghĩa toán học khác, các bạn có thể viết là u trừ đi phi nó có cái giá trị lớn nhất, giá trị lớn nhất bằng không tại cái điểm z đó, đúng không? Tại vì tôi đang muốn sử dụng cái nguyên lý cực đại nên là các bạn thấy là tôi bắt đầu viết mọi thứ về theo nguyên lý cực đại. Tại vì tôi viết là một cái hàm số u trừ đi phi có giá trị lớn nhất và bằng không tại một cái điểm z ở đấy. Nhưng mà cái điểm yếu của tôi ở đây là u nó không trơn. Đúng không? Tại vì các bạn thấy là có thể nghiệm của phương trình Hamilton-Jacobi rõ ràng bằng những ví dụ chúng ta thấy lần trước cái hàm khoảng cách gì đấy là nó không trơn. Nhưng mà ở đây là cái ý tưởng ở đây á, là tôi đang giả sử là với cái hy vọng là u epsilon gần u, đúng không? Thì đây là cái giả sử thứ nhất. Cái giả sử thứ hai của tôi luôn là tôi giả sử luôn. Cái này có thể sai nhưng mà tôi sẽ nói với các bạn giả sử luôn là u epsilon gần u. Thì rõ ràng là trong cái bức tranh mà tôi vẽ là u epsilon gần u thì u epsilon trừ đi phi á nó có sẽ có một cái giá trị lớn nhất tại một cái điểm gần đó. Tại z epsilon gần z và z epsilon sẽ tiến về z khi mà epsilon tiến về không. Để tôi giải thích cái này theo nghĩa hình học. Theo nghĩa hình học là như thế này, các bạn hiểu u trừ phi có giá trị lớn nhất tại z, tức là giả sử z ở đây nó là cái đỉnh núi, đúng không? Thì khi các bạn á có một cái đỉnh núi rồi, các bạn giả sử các bạn thay đổi cái landscape, thay đổi cái vị trí đất đá một chút á, thì cái đỉnh núi có thể nó là không phải là cái điểm z nữa, nhưng mà nó cũng là một cái điểm gần gần đó, đúng không? Và khi mà các bạn giả sử cái độ nhiễu của các bạn càng ngày nó càng nhỏ đi thì khi mà epsilon tiến về không thì cái đỉnh núi cái giá trị lớn nhất z epsilon nó sẽ tiến về z thôi. Đó đó là cái ý nghĩa. Các bạn cái này các bạn có thể chứng minh trực tiếp, nó là một cái bài tập cơ bản ở trong giải tích thôi, và các bạn có thể thử cái này thử làm cái này như là một bài tập. Dạ, nó có thể nó sẽ làm cho các bạn mất 5 phút. Còn sau khi các bạn làm, các bạn có thể kiểm tra lại coi trong chương 1 trong cái cuốn sách tôi đang viết đó, có chứng minh được cái này. Đấy. Thì đấy là hai cái giả sử lớn của tôi. Tôi sẽ phải giải thích với các bạn là tại sao tôi có được cái những cái điều này. Nhưng mà tại sao lại không, đúng không? Chúng ta cứ giả sử, tại vì chúng ta đang đi trên con đường là tìm cách để định nghĩa nghiệm, tìm cách để đưa ra một cái khái niệm tốt về nghiệm. Thì ở đây tốt rồi, tại vì chúng ta có là u epsilon trừ đi phi nó là một hàm trơn rồi, tại vì phi là trơn và u epsilon nó trơn tại vì nó được trơn hóa, tại vì chúng ta thêm cái đại lượng epsilon Laplacian của u epsilon thì cái này nó là hàm trơn, và u epsilon trừ đi phi thì nó có giá trị lớn nhất tại z epsilon, đúng không? Đấy là hai cái điều quan trọng mà chúng ta có. Thì bây giờ tôi có thể dùng cái nguyên lý cực đại mà tôi đã viết ở đây cho các bạn, nó rất là đơn giản, đúng không? Tại vì tại cái điểm cực đại địa phương thì tôi sẽ có là đạo hàm bằng không và Hessian nó nhỏ hơn bằng không. Thì các bạn thấy ở trong này tôi không dùng đến cả Hessian, tôi chỉ dùng Laplacian thôi. Laplacian nó là trace của cái ma trận Hessian, đúng không? Thì các bạn có thể thấy ngay là từ đây tôi có thể suy ra ngay, và đây là cái ý tưởng tôi sẽ giải thích cho các bạn. Tôi có thể suy ra ngay là cái đạo hàm của u epsilon trừ đi phi nó tại z epsilon nó sẽ bằng không, và cái toán từ Hessian, cái ma trận Hessian của u epsilon trừ đi phi tại z epsilon nó nhỏ bằng không. Thì cái này ở đây chỗ này nó quan trọng là như thế này: đạo hàm bằng không nghĩa là tôi có đạo hàm của u epsilon tại z epsilon bằng đạo hàm của phi tại z epsilon. Và cái Hessian ở đây tôi không có dùng được, tôi không dùng hết cả toán từ Hessian, tôi sẽ dùng tại cái đường chéo thôi. Trên đường chéo thì từng cái hằng số trên cái đường chéo đây nó sẽ nhỏ bằng không, nghĩa là tôi có Laplacian của u epsilon trừ đi phi tại z epsilon nó sẽ nhỏ bằng không luôn, đúng không? Ở đây cho các bạn nào mà chưa quen về phương trình đạo hàm riêng á, thì chúng ta dùng đại số tuyến tính khá nhiều,
ở đây là tôi dùng cái đơn giản là cái toán từ Laplace của f, nó chính là trace của cái đạo hàm của toán từ Hessian của f. Ý tưởng rất là đơn giản thôi. Thì đấy, từ đây á, các bạn thấy là tôi có một cái kết luận nhìn thì cực kỳ đơn giản nhưng mà nó cực kỳ quan trọng như thế này, là đạo hàm của U epsilon tại Z epsilon bằng đạo hàm của phi tại Z epsilon, và Laplacian của U epsilon tại Z epsilon á, thì nó nhỏ bằng Laplacian của phi tại Z epsilon, và tôi có thể thay nó vào phương trình Hamilton Jacobi tại epsilon, và tôi sẽ giải thích tại sao cái này quan trọng. Các bạn thấy là phương trình Hamilton Jacobi của U epsilon nó như thế này đúng không? H của D U epsilon bằng epsilon Laplacian của U epsilon. Thì sau khi mà tôi thay vào á, thì tôi sẽ thay U epsilon bằng Z bằng phi epsilon thôi, thì tôi có là H của D phi Z epsilon. D U bằng D phi mà. Thay vì nó bằng Laplacian của U epsilon tại Z epsilon á, thì nó nhỏ bằng epsilon Laplacian của phi tại Z epsilon. Đó là điều tôi có. Đúng không? Đấy, đấy là cái nguyên lý cực đại đơn giản nhất mà tôi dùng. Thì các bạn thấy là tôi không dùng cái gì quá cao siêu ở đây. Tuy nhiên cái ý tưởng chủ đạo mà tôi dùng ở đây là thay vì ở đây tôi phải đối mặt với U epsilon, và khi mà epsilon tiến về không là tôi sẽ phải đối mặt với U, đúng không? Nó là U epsilon thì ổn, U epsilon nó trơn nhưng mà U không trơn. Thì cái bước mà tôi vừa làm á, là tôi đá tất cả các cái đạo hàm của U và U epsilon cho cái hàm trên, là cái hàm test function, là cái hàm để thử. Đó, đây là ý tưởng cực kỳ đơn giản nhưng mà cực kỳ chủ đạo, đó là tôi đá tất cả các cái đạo hàm cho phi qua cho phi ở trong cái bước này. Thì rõ ràng đó là một cái cách là tôi không thể đối mặt với những hàm không trơn được, thì tôi phải dùng những cái hàm trơn để kiểm chứng, để chạm nó từ phía dưới hoặc phía trên. Nhưng mà sau khi tôi dùng những hàm trơn để kiểm chứng á, thì tôi có thể loại được cái hàm không trơn đi. Các bạn thấy là giờ tôi chỉ phải đối mặt với phi thôi đúng không? Phi nó là một cái hàm để thử thôi, hàm test thôi. Thì tôi có cái đánh giá rất là quan trọng như thế, và sau đó tôi cho epsilon tiến về không, thì phi nó là hàm trơn mà tất cả mọi thứ nó đều đẹp, thì tại vì tôi có z epsilon tiến tới không, xin lỗi, tiến tới z, và epsilon Laplacian của phi tại z epsilon nó sẽ tiến về không thôi, nên là tôi có luôn là chúng ta có một cái kết luận cực kỳ quan trọng, đó là h của d phi tại z nó nhỏ bằng không. Đấy, thì các bạn thấy là ở đây là tôi làm gì? Tôi dùng một cái hàm phi để tôi chạm U tại cái điểm Z, chạm từ phía trên tại điểm Z. U có thể không trơn nhé, nhưng mà phi trơn. Và nếu mà nó chạm tại điểm Z á, thì tôi có thể đưa ra kết luận là H của D phi tại Z nhỏ bằng không. Đấy, nghĩa là tôi có thể cái bước rất là quan trọng phía trên này là tôi đá tất cả cái đạo hàm của U cho cái hàm thử trơn phi, đúng không? Nên là nếu mà tôi làm như thế này thì mọi thứ đều nhìn khá là đẹp, và cái này thực ra là đó là Evan Sugminty trick, và cái này dẫn đến là cái định nghĩa về nghiệm nhớt vào năm 1974 đến 1976, thì tôi viết luôn ra là định nghĩa nghiệm nhất. Và sau đó tôi sẽ làm cái ví dụ và sẽ kể cho các bạn vài câu chuyện. Thì cái định nghĩa thứ nhất ấy, người ta gọi là subsolution test. Tôi không biết nói tiếng Việt như nào, subsolution không, thực sự không biết nói tiếng Việt như thế nào. Thì subsolution test nó chỉ đơn giản là nếu mà U trừ đi phi á, cho phi làm cái hàm trơn, C infinity error n đưa vào error, nếu U trừ đi phi nhận giá trị cực đại tại Z á, thì chúng ta có thể viết ra là HD phi của Z nó nhỏ bằng không.
Thì đấy là sub solutions, và các bạn hiểu theo cái nghĩa vẽ tranh là đơn giản như này. Đây là u đúng không? Các bạn lấy đại một cái hàm trơn, con nó có thể ở phía cao như thế này, rồi các bạn slice nó xuống từ từ đến khi mà nó chạm, lấy là phi tilde, phía dưới này là phi, đến khi mà nó chạm cái đồ thị u tại z đó, thì các bạn có thể kiểm chứng cái tính chất nghiệm tại cái điểm z đó nó có thỏa mãn hay không, đơn giản như thế thôi. Rồi các bạn cứ lấy đại một hàm trơn, một cái parabola gì đó, các bạn slice nó xuống từ từ. Thì đấy là cái định nghĩa về sub-solution test. Và cái định nghĩa thứ hai là super-solution test thì nó cũng tương tự thôi. Nó là thay vì chạm từ phía trên thì mình chạm từ phía dưới. Thì nếu u trừ đi phi nhận giá trị cực tiểu, thì h d phi của z lớn hơn bằng 0. À, đây cái ví dụ đây là u thì giá trị cực tiểu nghĩa là tôi lấy cái hàm phi tilde rồi tôi cứ tịnh tiến nó lên dần dần, giả sử nó chạm u tại một cái điểm z nào đó thì tôi có thể có cái bất đẳng thức ngược lại. Thì các bạn thấy là nếu mà tại một điểm tôi có thể chạm được cả phía trên và phía dưới thì tôi có lớn bằng không và nhỏ bằng không thì gộp lại nó sẽ bằng không đúng không? Thì đấy là nó đưa cho tôi cái định nghĩa về nghiệm coi như là nghiệm classical, nghiệm đúng. Còn ngược lại thì là có những tại những cái điểm không trơn thì chúng ta không biết. À, thì tôi cũng nói luôn là cái ý tưởng dùng những cái parabolas, những cái hàm đặc biệt để chạm cái hàm từ phía trên phía dưới là sau này được mọi người dùng rất nhiều, ví dụ như là để tìm hiểu về phương trình Monchampere, như là những người như là Caffarelli hay là giáo sư Nắm ở đây, hay là Ovidiu Savin là dùng những cái kiểu hàm test trơn như thế này để có thể kiểm tra tính chất nghiệm và chứng minh regularity, chứng minh những cái thứ rất là sâu. Ở đây chúng ta chỉ có làm những cái thứ rất là cơ bản thôi. Đấy đưa ra cho tôi cái những cái hàm nhất, nghiệm nhất, và tôi sẽ quay lại cái ví dụ và tôi sẽ nói là thực ra là mọi người không chắc nhé. Quay lại cái ví dụ hôm trước. Cái ví dụ đơn giản nhất đi, hôm trước anh Linh có hỏi về cái ví dụ mà nó cao siêu hơn ở trong nhiều chiều, nhưng mà tôi chỉ quay lại đúng cái ví dụ một chiều này thôi, và tôi bữa sau mình sẽ chứng minh tổng quát cái ví dụ nhiều chiều. Thì đó, V nhận giá trị là tại 0, tại trừ 1 và 1, nó đi xuống đi lên, đi xuống đi lên như thế này, và nó có thể có rất nhiều nghiệm khác. Thì ở đây á, cái câu chuyện thứ nhất tôi muốn kể ở đây là cũng là từ thông tin bên trong, từ những người như Evans hay là Crandall hay Leon kể. Thì đầu tiên Evans kể là lúc mà ông đã dùng Minty Trick và đưa ra cái khái niệm nghiệm này á, thì ông thấy cũng hay, nhưng mà ông không chắc đây là cái định nghĩa đúng của nghiệm. Tại vì chúng ta có thể sắp xỉ một cái phương trình PD bằng bất cứ cách nào đúng không? Không có chắc đây là cách sắp xỉ đúng. Nên là lúc mà người ta đưa ra người ta cũng không chắc là nghiệm đâu. Thì đấy là cái câu chuyện vui thứ nhất. Nên là Evans bảo là thực ra lúc đó thì thấy cũng hay, nhưng mà thấy nó hơi light, hơi nhẹ nhàng quá, cũng không chắc là nó đã bắt được kinh nghiệm đúng. Và cái câu chuyện vui trong cái câu chuyện vui thứ nhất này là sau đấy á, là Crandall và Leon đã chứng minh cái này là cái nghiệm nhất, này là duy nhất, và nó thỏa mãn những cái tính chất khá là đẹp về mặt PDE. Nhưng mà lúc đó người ta chưa chắc á, là kinh nghiệm nhất này á, nó là cái nghiệm được chọn bởi cái lý thuyết điều khiển tối ưu. Thì phải mất 1-2 năm sau á, Leon thì lúc đó là mới chứng minh được là cái nghiệm nhất này nó đúng là cái nghiệm được chọn bởi lý thuyết điều khiển tối ưu. Thì lúc đó là người ta mới cảm nhận thấy là ok, tức là mất 5-6 năm người ta mới cảm nhận thấy hóa ra cái lý thuyết về nghiệm nhất này là cái lý thuyết đúng, nó lựa chọn đúng nghiệm. Nên là phải mất khá nhiều thời gian từ những cái ý tưởng cơ bản mà người ta mới xây dựng được một cái bức tranh nó tổng quát hơn. Thì đây, thì tôi muốn quay lại cái ví dụ hôm trước chúng ta bàn luận đúng không? Để chúng ta dùng cái định nghĩa nghiệm chúng ta vừa mới định nghĩa ở đây, sub solution và super solution, để chúng ta kiểm chứng xem là cái nào là nghiệm nhất đúng. Thì tôi vẽ đại một cái hàm đây, các bạn thấy là tôi vẽ đại một cái hàm như này đúng không?
cái hàm tôi vẽ đại nó là giả sử nó đi xuống một chút với cái slope với vận tốc trừ một, thì nó đi lên một chút cái này với vận tốc một, thì nó lại đi xuống rồi nó lại đi lên. Thì câu hỏi là ví dụ như một cái hàm tôi vẽ đại như thế này là nó thỏa mãn, nó là nghiệm hầu khắp nơi, trừ thực ra là trừ có 3 điểm thôi, là nó bị gãy tại 3 điểm này. Tức là nói theo ngôn từ mà hình học là nó có một hai cái góc ở phía dưới và một cái góc ở phía trên, đúng không? Two corners from below và one corner from above. Thì chúng ta thấy là thực ra là tại những cái chỗ nó trơn như này chẳng hạn, thì các bạn thử chắc chắn nó thỏa mãn. Các bạn về cơ bản thì phải thử là tại chỗ nó không trơn thôi. Cái này cũng là cái bài tập cho các bạn nhé. Các bạn chứng minh là tại những cái chỗ mà nó trơn đó, các bạn không phải thử. Và thường thường về mặt hình học đó, các bạn chỉ phải thử tại những chỗ mà nó không trơn. Thì ví dụ tôi thử tại cái góc phía dưới này, tôi thử tại chỗ nó không trơn, tôi vẽ đại. Ở đây có rất nhiều cách để tôi vẽ những cái hàm mà nó chạm cái đồ thị tại phía dưới, đúng không? Thì tôi vẽ cái hàm đơn giản nhất mà tôi có thể vẽ thì đó là cái hàm hằng số thôi. Phi là bằng hằng số, nó chạm cái đồ thị tại phía dưới tại điểm này. Thì khi mà phi bằng hằng số nó chạm ở phía dưới tại điểm này á, thì các bạn thấy là rõ ràng là v, cái này là v, v trừ đi phi có cực tiểu tại giả sử cái điểm này, nếu mà đúng cái đồ thị cực z đi, không quan trọng z. Thế thì nếu mà nó mà là nghiệm nhất á, nếu v mà là nghiệm nhất thì theo cái định nghĩa ở đây, đúng không, tôi có u trừ đi phi mà nhận giá trị cực tiểu tại z thì tôi phải có là h của d phi z nó lớn bằng không, đúng không? Nhưng mà ở đây thì h ở đây là gì, h h của v phải ở đây nó chả có nghĩa gì ngoài cái chuyện là nó chính là giá trị tuyệt đối của v phải thôi. Thì nếu mà v là nghiệm nhất thì ta phải có đó là phi phải tại z, đúng không, nó lớn bằng một, đúng không các bạn? Nhưng mà phi nó là hằng số thì ở đây nghĩa là phi phải của z thì nó chính là không, không phải lớn bằng một, thì cái này là vô lý, tức là nó không thể xảy ra được, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy từ đây đưa ra cái kết luận là v là nghiệm nhất. Thì về mặt hình học á, thì v không thể có cái góc ở phía dưới được, nghĩa là nó không thể có những cái góc như này được. Cái chuyện này là không thể xảy ra, tại vì nếu có góc ở phía dưới tôi có thể chạm nó ở phía dưới bằng 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 cái bằng những cái hàm mà có slope nó là không, thực ra nó là giữa trừ một và một, và nó sẽ không thỏa mãn tính chất nghiệm nhất. Thì các bạn thấy là từ cái điều này tôi suy ra là tôi không thể nào có cái hàm v một cái góc ở phía dưới, đúng không? Thì từ cái chỗ này á, chúng ta có thể suy ra luôn á, nếu mà các bạn suy luận dựa trên cái này thì suy ra luôn là v chỉ có thể là cái hàm số là nhận giá trị tại không, tại trừ một một, đúng không? Nó không thể có góc ở phía dưới thì nó chỉ có thể đi lên thôi, nó chỉ có thể là như thế này thôi, đúng không? Tất nhiên các bạn cũng sẽ hoài nghi là ok thế nhưng mà nó vẫn có góc ở phía trên, làm sao bây giờ? Thì các bạn phải thử thôi, các bạn phải thử tại cái góc phía trên. Thì tại góc phía trên á, thì các bạn có thể chạm nó bằng tất cả, bằng rất nhiều cái hàm, các bạn có thể chạm nó bằng rất nhiều cái hàm ở phía trên. Nhưng mà tại cái điểm không á, nếu mà v mà trừ phi mà có giá trị lớn nhất tại không á, thì rõ ràng á là các bạn thấy cái slope của phi á, phi phải không á, nó chỉ có thể nằm giữa trừ một với một thôi, nghĩa là giá trị tuyệt đối của phi phải không á, nó luôn 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 nhỏ bằng một, đúng không? Và các bạn quay lại cái định nghĩa mà sub solution test á, nếu mà nó có giá trị cực đại á thì hd phi á nó luôn luôn nhỏ bằng không, thì các bạn thấy là nó thỏa mãn, đúng không? Nên là đây là một cái bài học rất là thú vị, đúng không, cho những cái
bài toán kiểu như này á, cái phương trình icono á, thì nó không thể có góc ở phía dưới nhưng mà nó có thể có góc ở phía trên. Nên từ đây chúng ta suy ra đây là nghiệm duy nhất, đây là nghiệm duy nhất. Và nếu mà tuần trước như chúng ta bàn về cái đường đi của ánh sáng thì cái này là nó phù hợp, nó chính là nghiệm duy nhất mà hợp với giá trị vật lý, đúng không các bạn? Nên là nên là rất là thú vị là phải mất khá nhiều năm thì người ta mới có thể kiểm chứng được là cái lý thuyết nghiệm này nó phù hợp và nó chính là cái lý thuyết nghiệm đúng. Và đấy là đấy là tôi xong được cái ví dụ đầu tiên. Thì đây là cái plan của cái bài giảng hôm nay để tôi quay lại cho các bạn xem. Đấy, thì chúng ta xong được cái bước 1, bước 2, bước 3 đúng không? Và giờ bây giờ tôi muốn đi một chút về Optimal Control Theory. Tôi chỉ giới thiệu thôi và tuần sau chúng ta sẽ nói rất là sâu về cái này. Thì cái bước cuối cùng là giới thiệu về lý thuyết đội điều khiển tối ưu. Thì trước khi mà giới thiệu thì giống như là tôi đã hứa là tôi sẽ kể câu chuyện thứ hai. Thì câu chuyện thứ hai là thực ra là tôi không có làm sâu về ngành này nhưng mà tôi nói chuyện với đồng nghiệp của tôi là Michel Feldman. Thì anh này là có làm chuyên gia lớn về cái ngành gọi như là Multidimensional Conservation Law, dịch ra tiếng Việt là tôi cũng không biết dịch sao luôn, nhưng mà trong cái ngành này á, nó có một vấn đề là cho đến hiện nay người ta vẫn chưa biết định nghĩa nghiệm như thế nào. Có rất nhiều cách định nghĩa nghiệm, cũng là vanishing viscosity này, rồi dùng tất cả các cái quá trình xấp xỉ. Thì trong cái ngành đấy á, người ta cũng đã thử đưa ra rất nhiều cái định nghĩa nghiệm khác nhau, nhưng mà cái định nghĩa nghiệm nào cũng có phản ví dụ hết, cho nên cho đến hiện nay về hệ phương trình PD luôn luôn khó, và multidimensional conservation laws thì cho đến hiện nay người ta vẫn không có bất cứ một cái cách nào để đưa ra một cái định nghĩa về nghiệm mà nó hợp lý để có thể chứng minh nghiệm duy nhất. Những câu hỏi đơn giản nhất vẫn chưa giải quyết được, cho nên là cái điều mà các bạn vừa mới thấy nó không hiển nhiên một chút nào. Cái cách mà dùng maximum principle đó, và cách mà ở đây tôi có khẳng định đó, là cái đỏ này nè, tôi có khẳng định là tôi có thể dùng maximum principle cho phương trình Hamilton-Jacobi đó, nó không hiển nhiên, nó là phải đi qua một quá trình và sau khi người ta kiểm chứng rất nhiều người ta mới có thể khẳng định cái điều đó. Chứ còn hiện nay cho hệ phương trình chẳng hạn, hệ phương trình Hamilton-Jacobi á thì chỉ có một số hệ có thể làm được thôi, chứ còn không phải hệ nào cũng làm được. Đó. Đó là cái tôi muốn nói. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ qua về lý thuyết đội khiển tối ưu. Thì giống như tôi hứa với các bạn á, là cái này là cái quan trọng, tại vì chúng ta muốn xây dựng một số kiến thức nền về lý thuyết đội khiển tối ưu, và có khá nhiều bài toán ứng dụng ở đây. Thì tôi không phải là chuyên gia trong những cái bài toán ứng dụng, tôi chỉ biết lý thuyết thôi, nhưng mà tôi sẵn sàng trò chuyện và học hỏi thêm, biết đâu là tôi có thể học thêm được những cái gì đó mà mới mà tôi không biết. Thì ở trong cái lý thuyết điều khiển tối ưu này nó sẽ có ba cái hướng, ba cái bài toán chính. Mà tôi sẽ giới thiệu một cái bài toán thôi. Thực ra là có nhiều hơn, nhưng mà bài toán chính thì cái bài toán đầu tiên nó gọi là Infinite Horizon Problem. Tôi không biết dịch tiếng Việt như nào nên là tôi để nguyên tiếng Anh gọi là Infinite Horizon Problem. Thì cái bài toán thứ hai á, nó tôi là Finite Horizon Problem. Cái Infinite Horizon Problem sẽ là cái bài toán tôi sẽ mô tả trước. Thì cái bài toán này nó sẽ là về cơ bản nó sẽ đi mãi mãi, nghĩa là thời gian vô hạn. Đó là lý do tại sao người ta gọi là Infinite Horizon Problem. Còn Finite Horizon Problem thì nó là cái bài toán về thời gian hữu hạn, cố định cho trước là một cái thời gian t lớn hơn không. Thì là tôi sẽ mô tả cái bài toán này sau khi mà tôi mô tả về Infinite Horizon Problem. Và cái bài toán thứ ba á, nó có liên quan đến hình học Riemann và rất nhiều cái khác á, là nó không có cố định thời gian, là no fixed time.
nghĩa là thời gian không cố định. Thì tôi sẽ cố gắng mô tả cả ba cái bài toán này cho mọi người. Không phải hôm nay, không phải, nhưng mà nó sẽ từ từ, và tôi sẽ mô tả cho các bạn biết là tại sao, và thực ra là nó khá là thú vị. Thì thực ra là chắc là tôi chỉ còn 10 phút nữa thôi, nên là tôi sẽ nói luôn về cái Infinite Horizon Problem, và tuần sau thì chúng ta sẽ nói sâu hơn. Bây giờ, tức là thường thường cuối buổi là tôi sẽ chỉ mang tính giới thiệu cho các bạn. Để các bạn mà muốn đọc trước thì cái phần về Infinite Horizon Problem các bạn có thể đọc 2-3 trang đầu của chương 2, các bạn sẽ thấy. Thì nó đơn giản như nó như thế này. Nó giả sử là có một tôi giả sử là tôi xem xét cái bài toán trên cả miền RN, và tôi là một cá nhân nào đấy, tôi xuất phát tại một cái điểm X trên RN này, và tôi sẽ được điều khiển đi theo một cái điều khiển, nhưng mà tôi sẽ nói sau. Nhưng mà đại loại đường đi của tôi là tôi sẽ coi như là đi mãi mãi với thời gian vô hạn trên RN. Cái đường đi của tôi sẽ là mãi mãi. Thì cái tôi được điều khiển ở đấy là bằng một cái phương trình ODE, một phương trình vi phân là gamma phẩy t, thì nó sẽ bằng b của gamma t vt. Tôi cứ viết ra trước cho t lớn hơn không, và tôi sẽ giải thích cho các bạn sau. Và gamma không là nó bằng x, tức là tôi sẽ xuất phát điểm của tôi là x, mà tôi cứ đi mãi mãi, cứ đi tùy theo cái điều khiển. Thì ở đây tôi phải giải thích, ở đây v nó là một cái compact, không gian metric compact. V nó là cái không gian metric compact, và ở đây nó đại diện cho cái tập điều khiển. Tôi sẽ giải thích thêm, các bạn không phải lo điều khiển. Và tôi có B là một cái vector field. Nó đi từ RN nhân với V, đi vào RN sao cho là B nó đẹp, B nó là hàm liên tục trên RN nhân với V, B bị chặn. Và B Lipschitz biến thứ nhất theo x, nghĩa là tôi có b x v trừ đi b y v, nó nhỏ bằng thằng một cái hằng số nhân với x trừ đi y. Và tôi nói luôn vt nó là cái hàm điều khiển. Và v nó là điều khiển, nghĩa là gì? Nó là một cái hàm số đi từ không vô cùng vào tập v, đó là một cái hàm điều khiển, là hàm đo được. Đấy, đấy là cái setting đầu tiên của tôi. Rồi để tôi giải thích nó là như thế nào. Các bạn hiểu là cái tập điều khiển là một cái tập cho trước cho chúng ta để chúng ta có thể điều khiển. Giả sử các bạn mà đi xe máy số đi, thì cái tập v nó chỉ là bốn số 1 2 3 4, và về mo chẳng hạn thì là 5, nó có 5 giá trị 0 1 2 3 4. Thì đó là trong trường hợp V là tập rời rạc. Còn V cũng có thể là một cái tập compact nào đấy mà nó không rời rạc. Giả sử đi xe tay ga, đi xe máy tay ga, thì thực ra là các bạn rồ ga nó từ từ, đúng không? Tức là giả sử là V nó có thể nhận giá trị từ 0 đến 4, nhưng mà nó liên tục thay vì rời rạc. Thì đấy, thì là đơn giản là tôi có thể lựa chọn là lúc này tôi đi với cái lực mạnh hay yếu. Nó có thể làm cho vận tốc của tôi nó tăng hay giảm. Thì đấy, các bạn có thể hiểu đơn giản như thế. Và V nó là một hàm số đi từ không vô cùng, và V nó là một cái hàm số đo được, nghĩa là các bạn có thể lựa chọn cái hàm số đo được đó của bạn. Và chắc chắn nó không thể liên tục trong trường hợp các bạn rời rạc, đúng không? Các bạn chuyển số, các bạn đang đi, các bạn giật, các bạn rồ ga, các bạn chuyển số, các bạn làm bất cứ cái gì các bạn muốn. Thì tại vì B ở đây nó bị chặn và nó Lipschitz, nên là theo cái lý thuyết cơ bản về phương trình vi phân á, thì cái phương trình ODE này nó luôn luôn có nghiệm duy nhất gamma, đúng không? Và với mỗi cái
tùy theo cái cách các bạn chọn cái điều khiển á, thì nếu mà các bạn chọn cái điều khiển khác thì có thể là cái đường đi của các bạn sẽ khác. Đó. Đây là một cái gamma khác. Thì đó, tùy thuộc vào các bạn điều khiển thì cái bài toán mà gọi là infinite horizon problem á, này là người ta không có dừng các bạn lại tại một cái thời gian, người ta cho các bạn đi mãi mãi. Toán học mà tất nhiên là trong trong thực tế mãi mãi là vô lý, nhưng mà toán học mà các bạn cứ quyền giả sử các bạn có thể wandering around, giả sử các bạn say xỉn, các bạn chọn cái hàm điều khiển của các bạn là tùy hứng, các bạn bảo là ok, các bạn tung đồng xu hay là các bạn làm gì đó, các bạn có thể quẹo trái quẹo phải, đi trước đi sau, đó là tùy thì các bạn giả sử là đó là cái chuyện bạn theo đi theo hướng nào là nó được quyết định bởi cái này sẽ quyết định cái đường đi của bạn. Thì đấy thì đấy đấy là cái cơ bản đầu tiên của optimal control. À, tất nhiên là tôi không phải là chuyên gia, nhưng mà đó như tôi đã nói là tôi nghe một số cái bài toán về trong một số lĩnh vực ứng dụng. Tôi có nghe một số cái seminar thì cái cơ bản là có một số cái hàm control này á, trong một số bài là đó người ta cần phân biệt chó mèo chẳng hạn, thì cái hàm control là cái hàm bạn chọn làm sao mà để cho các bạn sẽ insert vào những cái hình để cho người ta bị loạn lên từ cái chuyện chó mèo chẳng hạn, và các bạn insert một cái hình nửa chó nửa mèo để cho cái máy nó không lựa chọn được cái nào là chó cái nào là mèo, xong là các bạn cứ thỉnh thoảng các bạn điều khiển để các bạn insert thêm các cái yếu tố khác để làm cho cái machine learning, cái máy học đó, nó bị học máy đó, nó bị loạn. Thì đó cái đó người ta gọi là hướng là adversarial machine learning, tức là nó sẽ phá cái đường học của các bạn. Thì cái phá cái đường học này là nó được lựa chọn bởi cái hàm điều khiển này, tức là bạn phải là người thiết kế ra cái hàm điều khiển để làm sao cho máy nó không có chọn đúng nữa. Đấy là cái ý nghĩa một cái hướng mà tôi biết. Thì với cái điều kiện này, cái ODE nó sẽ có nghiệm duy nhất. Là gamma ở đây là bằng gamma, nếu mà các bạn muốn viết nó chính xác là nó phụ thuộc vào cái x và phụ thuộc vào cái điều khiển v đúng không? Nhưng mà đôi lúc là hoặc là tôi có trong sách của tôi thì tôi viết nó là y dài xv. Và nghiệm duy nhất ở đây các bạn có thể hiểu theo nghĩa là y dài của x tại t thì nó bằng là x cộng với cái tích phân từ 0 đến t của b y dài x v của s vs ds, tức là đơn giản hiểu theo nghĩa tích phân như thế thôi. Thì bây giờ để tôi nói cái cuối cùng để tôi dừng bài giảng ngày hôm nay. Cái cuối cùng này tôi muốn dừng lại đúng là 11:05 rồi sau đó chúng ta thảo luận trong vòng 20 phút. Thì ứng với cái hàm điều khiển này thì có cái hàm là gọi như là hàm phí tổn, nó gọi là cost function đó. Thì tương ứng với mỗi cái điều khiển á, là tôi có một cái hàm số f là để tính cái phí tổn mà tôi phải trả đi từ rn nhân v, và r là hàm phí tổn cho trước, và f nó cũng có thỏa mãn tính chất y hệt như b ấy, nghĩa là f là hàm liên tục này và f bị chặn này và f nó Lipschitz theo cái biến thứ nhất là biến x. À, tôi chỉ biết như thế thôi. Thì cái thú vị ở đây là như thế này, là đối với mỗi cái control v mà các bạn chọn á, thì các bạn phải trả một cái giá đi đúng không? Trên cái đường bạn đi này, trên mỗi cái đường mỗi con đường các bạn đi ở đây, tùy theo cái đường bạn chọn là các bạn đi mãi mãi cũng không chắc là có phải đi về phía mặt trời hay không, hay là đi về phía gì đấy thì tôi không biết, nhưng mà trên con đường các bạn đi mãi mãi như thế thì cứ tại mỗi điểm này các bạn phải trả một ít giá để các bạn đi. Giả sử các bạn phải trả giá xăng dầu, các bạn phải trả giá gì đấy, hoặc là các bạn cũng có thể nhận được cái gì đấy tùy thuộc vào cái bài toán. Thì có cái hàm phí tổn ở đây nó sẽ như này, nó là tích phân từ 0 đến vô cùng e mũ trừ lambda s f
Y, X, V, S, V, S, D, S. Ở đây lambda lớn hơn 0 là cho trước. Rồi. Đấy, thì đây đây là cái đơn cơ bản nhất của optimal control. Optimal control nghĩa là như thế, nghĩa là các bạn điều khiển tối ưu làm sao. Và trong mỗi cái các bạn điều khiển á, thì các bạn phải trả một cái giá nhất định. Ở đây rất là thú vị là nó không phải là cái tích phân của cái hàm F, mà nó là tích phân của hàm F với cái đại lượng E mũ trừ lambda S. E mũ trừ lambda S đây người ta gọi là discount factor. Discount factor đây là gì? Thực ra rất nhiều các cái mô hình tài chính hay mô hình bán hàng ở Mỹ nó theo cái này. Discount factor đây á, là họ có giảm giá các bạn. Giá của một mặt hàng không thể giữ là cố định mãi mãi được. Giá mà mới ra nó sẽ là đắt nhất. Bạn muốn mua một cái xe mới, bạn mua từ cái lúc mà nó vừa mới bắt đầu ra đời, ví dụ như xe đời 2021 thì bạn mua từ khoảng tháng 10 năm 2020 là lúc mà giá nó đắt nhất. Và sau đó là giá nó sẽ giảm dần. Và thường thường người ta sẽ dùng cái mô hình này gọi là mô hình giảm giá. Cái hằng số lambda là người ta thiết kế cho đến giả sử là đến cái đợt Thanksgiving hay cái đợt Black Friday của năm sau là cái đợt giá thường thường sẽ rẻ nhất, để người ta muốn tống khứ hết, bán hết cái đồ đi ra. Và về cơ bản là nếu mà thời gian mãi mãi thì người ta không thể dùng công xưởng, dùng cái chỗ để giữ đồ cái đó được. Nó sẽ tốn quá nhiều cái chi phí để vận hành. Người ta muốn là giá nó giảm dần dần cho đến lúc, nghĩa là nếu mà vô cùng thì coi như là giá nó bằng không. Thì đấy, đấy là cái ý nghĩa của cái discount factor. Và cái này thực ra trong ứng dụng người ta làm rất nhiều. Và cái mà tuần sau tôi sẽ nói với các bạn ấy, là cái bài toán rất là đơn giản thôi. Cái bài toán là làm cách nào để minimize, để tìm giá trị nhỏ nhất của cái hàm giá trị này. Thì người ta sẽ định nghĩa là U của X nó sẽ bằng minimum trên tất cả những cái cost của G của VX, tức là cái hàm giá trị nhỏ nhất cho những cái phí tổn này, tức là đi tìm cách là mà đi tìm cách minimize cái phí tổn, đúng không? Và rất là thú vị là các bạn sẽ thấy là U nó sẽ là nghiệm của một cái phương trình Hamilton-Jacobi, nghiệm nhất của cái phương trình Hamilton-Jacobi là lambda U X cộng với H của X DUX bằng 0. Cho nên là đấy, đấy là cái chủ đề chúng ta sẽ bàn tuần sau, và tôi sẽ chứng minh tất cả những cái thứ liên quan đến như thế này tuần sau. Trong trường hợp ai có thắc mắc thì H của XP ở đây á, nó có thể tính được ngay là supremum của V trên V trừ BXV nhân với P trừ FXV. Nên là tôi muốn nói là tất nhiên là những cái người làm lý thuyết như tôi thì chỉ có bàn luận về lý thuyết và chỉ có hiểu những cái sơ lược như thế này. Nhưng mà trong cái mô hình tài chính, những cái mô hình kinh tế hay trong những cái bài toán thực tế thì người ta luôn luôn giảm giá, và theo tôi biết là có một số cái người ta có dùng mấy cái mô hình này thật, là người ta có cái đại lượng E mũ trừ lambda S mà người ta tính và người ta áp dụng trong những mô hình đó thật. Tuy nhiên là tôi không biết sâu hơn. Xin lỗi là thực ra tôi quá 3 phút, tôi xin dừng lại ở đây và chúng ta có thể bàn luận câu hỏi.